Chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi qua một bài mới nhé. Trước khi vào bài mới thì chúng ta sẽ sửa phần đố vui hôm trước nhé. Cùng với bạn Apple và bạn Window chỉ ra những cái tên chưa đúng. Linh Linh có khoảng trắng, tương tự với Miss Hoa Hồng, cho nên hai cái tên này đều sai. Obama có dấu chấm, em trùng với từ khóa. Câu số 5 thì đúng. Cái tên số 6 và cái tên số 7 rất là nhiều bạn nghĩ là nó trùng với từ khóa cho nên nó sai. Tuy nhiên, uses là từ khóa, and là từ khóa, program cũng là từ khóa. Nhưng uses and thì không phải là từ khóa, program and cũng không phải là từ khóa. Cho nên cả hai cái tên đã đều đúng. Trốn tìm có dấu gạch ở giữa nên sai. 165 music thì có số 1 đứng đầu tên cho nên nó sai. Hoa hoa có cái dấu A còng cho nên sai. Tương tự Su Boy có dấu chấm nên sai. Cuối cùng Clear Screen nó cũng giống như 67 cho nên nó là cái tên đúng. Vậy chúng ta có các cái tên đúng sẽ là 5, 6, 7 và 12. Còn lại thì tất cả những cái tên đó là sai. Rồi, các em chuẩn bị bài để mình kiểm tra bài cũ nhé. Nhắc lại một chút xíu về kiến thức cũ trước khi chúng ta qua bài mới nè. Ngôn ngữ lập trình thì gồm có bảng chữ cái và các quy tắc. Từ khóa nó là những cái từ dành riêng, ví dụ program, uses, and, begin. Tên thì do người lập trình đặt, nó phải tuân thủ những cái quy tắc đặt tên. Cấu trúc chung của một chương trình thì gồm có phần khai báo và phần thân. Ví dụ để một chương trình thì đầu tiên chúng ta phải soạn thảo, sau đó mình biên dịch và cuối cùng là mình chạy chương trình. Như vậy thì với những cái kiến thức chúng ta học được thì ngày hôm nay chúng ta cùng thực hành ở với lại cái ngôn ngữ Re-Pascal nhé. Rồi, đây chính là một cái ví dụ nhỏ về chương trình. Đó, ví dụ đây là RAM khai báo tên chương trình nè. Ha. Rồi, write là cái câu lệnh in ra dòng màn hình cái dòng chữ là Hello on. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện với những chương trình tương tự như vậy nhé. Rồi. Đầu tiên, mình sẽ làm quen với việc khởi động và thoát khỏi Re-Pascal, nhận biết các thành phần trên màn hình của Re-Pascal nhé. Để khởi động Re-Pascal, chúng ta làm như thế nào nè? Rất giống như những cái chương trình khác thôi. Mình có thể nháy đứt chuột ở trên cái màn hình hoặc là mình chọn tới Start on RAM. Đó. Giản nhất là chúng ta nháy đứt chuột vào màn hình. Thì đây chính là màn hình của Re-Pascal, một cái bài nhỏ. Vậy thì các cái thành phần trên màn hình của Re-Pascal gồm những thành phần nào? Mình có cái thanh bảng chọn, như bảng chọn File, Edit, Search, Run, những cái bảng chọn đó. Tên của tệp đang mở, ví dụ như là ví dụ chấm path chẳng hạn. Các cái dòng lệnh, rồi những cái này mình gọi là những cái dòng lệnh. Con trỏ soạn thảo, ha. Và các cái dòng trợ giúp, đó. Như vậy là có 5 cái thành phần mà chúng ta nhìn thấy chính ở trên cái màn hình của Re-Pascal để mà chúng ta làm việc. Mỗi một cái chương trình thì đều phải có một cái tệp, tên tệp hay là cái tên chương trình. Như vậy, nếu như chúng ta không có chuột chẳng hạn, như vậy chúng ta làm thế nào để mở các bảng chọn bằng bằng bàn phím? Mình có thể nhấn F10 để mình mở bảng chọn. Này, ví dụ mình muốn mở file, edit, search, run gì đó mà mình không có bàn phím, mình có thể nhấn F10. Sau đó mình di chuyển các mũi tên qua lại giữa các bảng chọn để mình chọn các bảng chọn nào. Muốn mở bảng chọn nào đó ra thì mình nhấn Enter. Ví dụ muốn mở bảng chọn file, mình nhấn Enter để mình chọn. Sau đó mình muốn chọn cái lệnh nào trong cái bảng chọn file này thì mình dùng các mũi tên lên và xuống. Rồi, muốn thoát thì mình nhấn Alt và X để mình thoát. Hoặc là chúng ta có cái cách nó không nhấn F10 thì chúng ta muốn mở thẳng bảng chọn nào đó, chúng ta sử dụng luôn tổ hợp phím Alt cộng với chữ cái đầu tiên màu đỏ. Giả sử cô nhấn Alt+F để cô mở bảng chọn File. Rồi, các em ghi bài nhé. Rồi, như vậy sau khi mà đã tìm hiểu được các cái thành phần trên màn hình Pascal cùng với lại một số cái cách nhấn phím để mở các bảng chọn thì bây giờ chúng ta sẽ cùng qua để tìm hiểu các cái bước để tạo nên một cái chương trình Pascal đơn giản nhé. Hai nhỏ, soạn thảo, lưu, dịch và chạy một chương trình đơn giản.
Đầu tiên thì chúng ta khởi động Ripetgam và mình gõ các lệnh sau. Đây là bài tập mà ở trong sách giáo khoa nha. Rồi, đó, mình gõ các cái lệnh này. Một số câu hỏi cô đặt ra cho các em, đó là lệnh use CRT dùng để làm gì? Lệnh program thì mình đã biết rồi, khai báo tên chương trình. Use CRT chính là để khai báo thư viện CRT. Rồi lệnh CLR, SCL. Rồi, đây là mình đọc mà của chữ clear screen á, vậy thì nó dùng để làm gì nè? Nó chính là để xóa cái màn hình kết quả. Nếu như chúng ta không xóa màn hình kết quả đi thì mỗi lần chạy cái kết quả sau lại được đưa lên cái màn hình, như vậy nó rất là nhiều, làm cho chúng ta rất khó quan sát ở màn hình. Rồi, và cái là hai cái lệnh use CRT và CLR SCR. Cái lệnh clear screen này chỉ được sử dụng khi mà các em đã khai báo thư viện CRT nhé. Rồi, để phân cách các câu lệnh thì người ta sử dụng dấu vậy nè. Các em nhìn thấy người ta sử dụng dấu chấm phẩy. Và để kết thúc chương trình thì mình sử dụng là dấu dấu chấm. Lệnh write và write like sử dụng để làm gì? Cả hai đều sử dụng để in ra màn hình. Tuy nhiên, nếu như các em muốn xuống hàng thì các em sử dụng write like. Tại sao chữ write ở đây mình không cần thêm chữ lên nè, bởi vì đây là cái câu cuối rồi, nó xuống hàng hay không cũng như vậy thôi. Như vậy write thì nó không xuống hàng, write like thì nó sẽ xuống hàng. Rồi, sau khi các em soạn thảo xong chương trình thì chúng ta phải làm gì nè? Đó chúng ta là lưu chương trình. Như vậy để lưu chương trình thì chúng ta thực hiện như thế nào? Chúng ta có thể nhấn File, Save hoặc là mình chọn F2. Sau đó mình gõ tên trong Old Name hoặc là mình gõ đường dẫn sạch tên tệp để mình xác định vị trí muốn lưu. Và bây giờ mình thống nhất với nhau luôn, tất cả các bài mình đều sẽ gõ cái đường dẫn đó để mình biết chính xác được mình lưu ở đâu ha. Rồi, sau đó mình nhấn Enter hoặc chọn OK. Còn bây giờ mình lưu cái tên chương trình mà mình thấy chưa có đúng thì mình sẽ chọn lại File, Save As. Vậy thôi. Nếu mình lưu file sale và mình gõ tên rồi mình thấy cái tên nó chưa có đúng giống như là cô yêu cầu, hay là cái tên nó chưa có đúng giống như là mình mong muốn nó, thì chúng ta sẽ chọn lại file sale as để mình lưu cái tên chương trình này. Đó, ở đây là một cái ví dụ người ta đặt luôn cái tên. Như vậy khi mà đặt luôn là chúng ta thấy nè, nó đang nằm trong ổ C, nó mặc định nằm ở trong cái thư mục này, nó rất rất là dài luôn. Nó vì không nên và chúng ta sẽ tạo một cái thư mục trong ổ D, thì khi đó chúng ta sẽ gõ cái đường dẫn. Cô sẽ hướng dẫn các em ở cái phần thực hành nhé. Rồi, sau khi chúng ta lưu bài xong, chúng ta gõ xong chương trình thì mình sẽ biên dịch và sửa lỗi. Mình nhấn tô phím Alt F9 để mình biên dịch, thì có khi chúng ta sẽ biên dịch thành công nhưng có khi nó sẽ còn lỗi. Nếu thành công thì nó sẽ hiện lên như thế này. Compile successful. Nhấn một phím bất kỳ, Red Any Key. Rồi. Còn nếu như mà biên dịch còn lỗi thì nó sẽ ra như thế này ha, Compile File. Rồi, khi chúng ta sửa xong lỗi nó lại báo đúng thì chúng ta bắt đầu chạy chương trình. Để chạy chương trình thì mình nhấn tổ hợp phím Ctrl F9 để mình chạy. Sau đó mình nhấn Alt F5 để mình quan sát kết quả. Nhưng mà bây giờ, từ bây giờ chúng ta thống nhất với nhau luôn, chúng ta sẽ không sử dụng tổ hợp phím Alt F5 nữa. Mà mình thêm cái lệnh read line. Đây, chấm phẩy read line. Có chấm phẩy hay không cũng được, bởi vì nó nằm nằm cuối, nó nằm gần cái chữ end rồi. Rồi, read line, thêm cái lệnh read line vào trước từ khóa end chấm. Khi đó chúng ta chỉ cần bấm Ctrl F9 để chạy chương trình và quan sát kết quả. Như vậy từ bây giờ chúng ta thống nhất với nhau, khi mà gõ một chương trình thì luôn luôn thêm vào lệnh read line vào trước cái từ khóa end chấm. Khi đó mình chỉ cần Alt F9 để biên dịch. Nếu thành công rồi thì chúng ta sẽ Ctrl F9 để chạy chương trình và cùng quan sát kết quả. Rồi, các em chép bài nhé. Như vậy là cô vừa mới hướng dẫn xong cho mình cái phần lý thuyết của cái bài thực hành 1 này. Chúng ta cùng qua phần bài tập nào. Bài tập 1, soạn thảo, lưu, dịch và chạy chương trình sau đây. Đây, nó là cái chương trình đầu tiên của chúng ta. Rồi, các em thấy cô đặt tên nè, theo một cái đường dẫn nè. Cô lưu cái tên trong ổ D, tạo một cái thư mục Võ Thị Cẩm Linh. Ví dụ cô học lớp 83 là Võ Thị Cẩm Linh 83. Rồi, tên của mình đầu tiên, cái tên chương trình này là CT1. Nó chấm pass thì nó sẽ mặc định.
vì cái phần mở rộng của cái chương trình Pascal này là chấm pass ha. Rồi mình gõ cái chương trình này. Sau khi chạy chương trình thì mình được cái màn hình đen như thế này. Màn hình xanh mình gọi là màn hình của người lập trình. Người lập trình muốn sửa cái gì thì sẽ sửa ở màn hình xanh, và chúng ta không sửa ở màn hình đen. Màn hình đen là màn hình khi mà chúng ta đã có được cái kết quả rồi. Rồi, bài số 2, bạn G-Dragon gặp bạn đen tại concert show của đen. Hôm bữa chúng ta coi rồi nè, chúng ta đã thử làm bài này rồi. Thì chúng ta cùng xem nha, chúng ta làm như thế nào nha. Rồi, khá là dài đúng không? Tuy nhiên, dài như vậy thôi, chứ nó cũng chỉ sử dụng cái lệnh gì thôi nè. Cái lệnh là cái lệnh write hoặc là write line để nó xuống hàng. Đó, sau khi mà xong thì chạy chương trình màn hình đen của mình, nó sẽ ra cái kết quả như thế này. Nếu các em muốn sửa cái gì ở màn hình đen này, nó sửa cái gì ở cái màn hình đen này, thì chúng ta không thể sửa ở màn hình đen, mà chúng ta phải sửa ở màn hình xanh là màn hình của người lập trình. À, mình muốn sửa cái gì mình được quay lại cái màn hình xanh, mình sửa xong mình Alt F9 để biên dịch. Nó biên dịch mà thành công thì Ctrl F9 chạy chương trình sẽ ra được cái kết quả này. Thì khi mà các em gửi bài cho cô chấm chẳng hạn, thì mỗi bài cô đều yêu cầu là phải có màn hình xanh đó, và cũng có được cái màn hình đen là màn hình lập trình và màn hình kết quả. Bài tập 3, hoàn thành bài trắc nghiệm sau. Câu thứ nhất, lệnh khai báo thư viện trong ngôn ngữ lập trình Pascal là lệnh nào? Chúng ta xem ha. Câu số 2, trong Pascal lệnh clear screen được dùng để làm gì? Tương tự như vậy, câu số 3, câu số 4, câu số 5. Các em cùng suy nghĩ và tìm ra câu trả lời nhé. Rồi, như vậy chúng ta thấy lệnh khai báo thư viện trong ngôn ngữ lập trình Pascal là useState. Lệnh clear screen, CLRSCR, 6 chữ cái các em nhớ nhé, để xóa màn hình. Khi soạn thảo xong chương trình Pascal, muốn lưu thì chúng ta nhấn F2C. Từ khóa để khai báo tên chương trình là ProgramC. Khi một chương trình đã hết lỗi, muốn chạy chương trình thì chúng ta sẽ nhấn Ctrl F9. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em làm bài tập, các em cùng theo dõi thật kỹ nhé. Đầu tiên thì chúng ta phải tạo một cái thư mục ở trong ổ D để cho sau này mình sẽ dễ làm bài nè, dễ biết được cái vị trí nó ở đâu. Và khi các em làm bài, các em chụp lại màn hình thì cô cũng sẽ biết rõ được nó sẽ nằm ở cái vị trí nào và bạn nào, lớp nào đang làm. Như vậy thì chúng ta sẽ vào cái My Computer hay là vào ổ D và mình tạo một cái thư mục nó mang họ, tên và lớp của mình. Rồi, vào My Computer, chọn ở D, lít phải, New, một cái folder, đặt họ tên đầy đủ vào lớp. Các em không cần viết hoa như cô nhé, nhưng mà phải viết giống như những cái ký tự giống như thế này, và không được, đặc biệt không được có khoảng trắng, không được có cái dấu sẹt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở Pascal lên. Nếu như có những cái chương trình cũ thì các em sẽ chọn Window, Close All để mình đóng lại. Sau đó mình File, New để mình mở một cái chương trình mới. Thông thường thì chúng ta sẽ soạn thảo xong chúng ta mới lưu bài, nhưng mà ở đây cô sẽ lưu bài trước, tránh trường hợp ví dụ cúp điện hay là có thể là máy bị trục trặc như nào đó mà làm mất bài của các em. Thì chúng ta sẽ chọn File Save. Mình gõ cái đường dẫn nè, bây giờ mình coi ha. Ổ D hai chấm sẹt. Rồi, cái tên lúc nãy của mình mở mình coi lại để mình gõ cho chính xác. Nếu như gõ sai thì nó sẽ không có lưu được đâu nhé. Pascal không phân biệt hoa thường, các em có thể gõ chữ thường hay chữ hoa đều được, nhưng mà phải gõ chính xác cái tên của folder mà mình cần lưu. Rồi, tên cô đặt là CT1 thì chương trình sẽ tự động hiện lên là chấm pass. Đó, chúng ta xem cái tên nè, D2 chấm sẹt Võ Thị Cẩm Linh 83 sẹt CT1 chấm pass. Chương trình của mình tên là CT1, nằm trong thư mục Võ Thị Cẩm Linh 83, nằm trong ổ D. Rồi, các em sẽ gõ các cái đoạn chương trình còn lại nhé. Chúng ta thấy Use it, Program, Begin, End đều là các từ khóa cho nên nó màu trắng.
lệnh xóa màn hình. Nếu như chúng ta không gõ lệnh xóa màn hình thì khi chúng ta chạy chương trình á, ra cái màn hình màu đen á, màn hình kết quả, những mỗi lần mình chạy á, là những cái kết quả được ghi nhớ sẽ làm cho mình rất là khó để quan sát được bài của mình đúng hay là sai. Rồi, chữ chào các bạn nó phải màu xanh như thế này nhé. Rồi, mình xem tiếp nè. Đó, các cái chữ khác màu vàng, bright light, rồi dấu đóng ở ngoặc, chấm phẩy màu vàng. Còn những cái chữ mà mình muốn in ra, mình thấy nó màu xanh không, kể cả hai dấu nháy nha các em. Nếu mà hai dấu nháy của mình không màu xanh hay là các cái chữ bên trong không màu xanh là mình cũng sai ha. Rồi sau đó mình file save một lần nữa. Vì có những cái chương trình Pascal nó sẽ không tự lưu. Rồi chúng ta Alt+F9 để biên dịch. Rồi đây là khi mà biên dịch thành công thì nó báo biên dịch thành công. Mình nhấn một phím bất kỳ. Rồi bây giờ giả sử mình sai nè. Alt+F9 thì mình sai. Các em sẽ gõ Enter hai lần, nó sẽ ra dòng màu đỏ và con nháy chuột nè đang ở dưới chữ right. Khi mà chúng ta sai á thì nó sẽ báo ngay ở hàng sai. Tuy nhiên nếu như chúng ta thiếu dấu chấm phẩy thì cái con nháy chuột á, con trỏ chuột á, như vậy nó sẽ nằm ở phía dưới của cái dòng mà chúng ta sai, là nó con trỏ soạn thảo nó sẽ nằm ở phía dưới. Rồi chúng ta thêm vào rồi chạy ha. Rồi chúng ta lại tiếp tục xóa đi chữ N. Nó Alt+F9 sai thì Enter hai lần nó báo ngay ở chữ right lại, thiếu chữ N chúng ta thêm vào nhé. Tương tự như vậy chúng ta thử một lần nữa nè. Bỏ dấu đóng ngoặc. Sai. Enter hai lần. Nó sẽ ra dòng màu đỏ và con trỏ soạn thảo nó sẽ nhảy vị trí của chúng ta. Cho chúng ta sửa. Rồi, Alt+F9 đúng. Rồi chúng ta Ctrl F9 để chạy chương trình. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành đủ 4 bước soạn thảo, lưu bài, biên dịch và chạy chương trình ra màn hình kết quả. Vậy thì chúng ta đã lưu chương trình ở trong bộ D, trong thư mục Võ Thị Cẩm Linh 83 rồi. Rất nhiều bạn nói, cô ơi, con lưu rồi nhưng mà con vào thư mục con mở không được. Thì Pascal chúng ta sẽ không mở trực tiếp ở trong thư mục lớp 83, mà chúng ta phải mở cái chương trình vPascal rồi vào File Open. Chúng ta lưu bài như thế nào thì khi File Open chúng ta gõ y hệt như vậy. Có nghĩa là sao? Chúng ta nhìn cái đường dẫn D2 chấm sẹt Võ Thị Cẩm Linh 83 sẹt CT1. Chúng ta lúc lưu bài như vậy thì khi mở chúng ta cũng phải chọn y như vậy. Và nhớ thêm cái đuôi chấm bát giùm cô nhé. Rồi chúng ta cùng theo dõi nè. Giả sử cô có bài số 2 giới thiệu chấm pass đã được cô thực hiện rồi, vậy bây giờ chúng ta mở như thế nào nhé? Chọn File Open. Rồi, D 2 chấm sẹt Võ Thị Cẩm Linh 83, viết thường cũng được, viết hoa cũng được, nhưng không được có khoảng trắng, phải viết y như mình tạo thư mục. Đó, sẹt giới thiệu chấm pass. Vậy cô đã mở được bài 2 của mình. Rồi, giả sử cô đóng lại cái bài số 1, bây giờ cô muốn mở lại bài 1 thì chúng ta mở cũng như vậy. File Open. Rồi. D2 chấm sẹt Võ Thị Cẩm Linh 83 sẹt CT1 chấm pass. Rồi, như vậy là cô vừa mới hướng dẫn cho các em cái việc mà mình đóng hay là việc mình mở một cái tập tin mà đã được tạo rồi. Và chúng ta thử chạy cái chương trình của bài số 2 nhé. Rồi, Hi Dragon, Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp. Như vậy thì với cái sự hướng dẫn của cô thì các em thử làm bài tập số 2 khác đi một chút nào. Cô đã vừa cho mình những cái kiến thức về lý thuyết của bài thực hành cũng như là đã hướng dẫn cho mình thực hành bài tập số 1 và bài tập số 2. Chúng ta cùng nhắc lại bài học một chút xíu nhé. Để khởi động Pascal thì mình có thể nháy đúp chuột lên biểu tượng Pascal trên màn hình. Các thành phần chính của màn hình vPascal là thanh bảng chọn, tên tab đang mở, con trỏ dòng trợ giúp phía dưới màn hình. Để mở các bảng chọn thì mình có thể nhấn tổ phím Alt cộng với chữ cái đầu tiên ở tên bảng chọn. Thoát khỏi Pascal thì mình có thể nhấn Alt X hoặc là dấu X ở bên bên góc phải. Lưu chương trình thì file sao hoặc là mình nhấn F2. Khi mà mình gõ cái tên chương trình sai á, còn một cái phần nữa, khi mà các em gõ tên chương trình sai á thì các em sẽ chọn file save as để đổi tên nhé.
Rồi thoát khỏi Pascal, dùng tổ hợp phím ALTX hoặc dấu X phía góc phải. Biên dịch và sửa lỗi ALT F9. Chạy chương trình Ctrl F9. Lệnh View CRT khai báo thư viện CRT. Lệnh Clear Screen là xóa màn hình kết quả. Phân cách các câu lệnh chúng ta sử dụng dấu chấm phẩy. Kết thúc chương trình mình sử dụng dấu chấm. Lệnh Write là in thông báo ra màn hình. Write Line thì có in và nó xuống dòng. Rồi, sau khi mà chúng ta đã được hướng dẫn qua cái phần lý thuyết cũng như là bài tập rồi, chúng ta cùng trải nghiệm với một số đố vui nha. Rồi với những cái hướng dẫn của cô thì chúng ta cùng làm cái đố vui 1 và đố vui 2 nha. Để làm quen với một người bạn mới trong câu lạc bộ lập trình, em hãy viết ít nhất 3 câu giới thiệu bản thân bằng ngôn ngữ lập trình Pascal nhé. Rồi, tuy nhiên nếu bạn nào có máy tính thì khuyến khích các em nên sử dụng máy tính để chúng ta có thể nhớ được các cái lệnh, nhớ được các cái lệnh ha. Rồi bạn nào không có máy tính, chúng ta sử dụng điện thoại, chúng ta có thể gõ dấu, nó sẽ đơn giản hơn. Nhưng ngược lại thì chúng ta lại không nhớ được cái lệnh, các em phải coi bài kỹ đấy nhé. Rồi đố vui 2, để chuẩn bị cho dịp Giáng sinh, chưa tới Giáng sinh mà cô đã nói Giáng sinh rồi ha. Bạn Đen gửi tặng gia đình một hộp quà, thì dưới đây là một hộp quà của bạn Đen. Còn em thì em hãy tự trang trí cây thông của mình bằng ngôn ngữ lập trình Pascal nhé. Rồi cô đã thay bạn Đen, cô gõ viết cái chương trình hộp quà, tuy nhiên nó không được đẹp lắm. Thì hy vọng là cây thông Noel của các em thiệt là đẹp. Rồi các em nhớ tự học nha. Rồi, hẹn gặp lại các em ở tuần kế tiếp. Chúc các em có được những cái buổi học tập thật vui và thật tốt nhé.